Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình AirGroup Claim 1 triệu Top Cần có ký hiệu là Monbi nè các bạn. Thì chương trình AirGroup này nó sẽ cho tổng cung của con này thì có 3, 6, 9, 12, nhiều số không quá mình cũng không biết mà bị bỏng là gì nghe là nó sẽ thiêu hủy một nửa một mớ Top Cần nha các bạn. AirGroup có sẵn là 50 tỷ cho các bạn Claim nè các bạn. Thì trên dự án này nó sẽ list sàn Bankia Swap vào ngày 1 tháng 7 nha các bạn. Ok, thấy dự án này nó có đây là dự án của con ông. Rồi để tham gia dự án hôm nay các bạn có copy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra các bạn. Các bạn cho vào một đáp nè. Các bạn dán cái đường link các bạn copy dưới phần link mô tả video mình rồi các bạn gỡ nè. Các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn chờ lót chút xíu các bạn. Rồi các bạn có thể mua phi sale các bạn. Thì mua phi sale là dạng 0.01 BNB và mát là 25 BNB. Đây thì mình không khuyên các bạn mua phi sale các bạn. Mình hướng dẫn các bạn claim AirDrop phi thôi các bạn. Rồi thì các bạn bấm vào mục claim AirDrop nè. Rồi bạn bấm kết nối nè. Rồi các bạn sẽ tốn phi ra là 0.0056 BNB của khoảng 0.19 đô la các bạn, rất là rẻ luôn các bạn, nó nạp nè. Rồi các bạn chờ một chút các bạn. Sau khi claim xong thì mình qua trang base scan mình kiểm tra con chắc có nó về không các bạn. Mình dán con chắc của mình vào nè. Rồi ok, 97 là 98 các bạn. Rồi bạn tìm kiếm name Monsi. Khoan các bạn chờ xíu nữa các bạn. À, Monbi nè các bạn, đã về rồi nè các bạn. Hiện tại dự án này đã có 8.108 holder rồi các bạn. Rồi các bạn copy con chắc của nó nè. Các bạn mở địa chỉ dưới chocolate mình ra lại nè các bạn. Rồi các bạn dán vào nè tất cả các bạn. Các bạn mở ra nè các bạn. Ồ, cái logo quá đẹp các bạn ơi. Logo bắt mắt à. Ồ, logo đẹp quá. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop Claim 1 triệu Top Cần Monbi đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Sau này con này nó có list sàn hay là tăng giá cao thì mình sẽ thông báo cho các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.